Minh Ngân rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Người Việt Bốn Phương ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong những chuyến công tác đến với đảo quốc sư tử Singapore, chúng tôi đã gửi đến quý vị nhiều câu chuyện về những người Việt Nam đã tạo được dấu ấn Việt trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở đất nước bản xứ. Ngày hôm nay cũng sẽ là một câu chuyện thú vị như thế, câu chuyện về một người phụ nữ đã hơn 10 năm khoác lên mình sứ mệnh kết nối những họa sĩ tài năng Việt Nam đến với chân trời rộng mở hơn để chạm tới trái tim bộ điệu nghệ thuật của công chúng thế giới, và từ đó góp phần mang hai đất nước Việt Nam và Singapore xích lại gần nhau hơn. Minh Ngân xin kính mời quý vị đến với tiểu mục Chuyện Người Viễn Xứ để biết nhân vật của chúng ta là ai. I think Vietnam in the region has one of the best art. We really like it. We think it's fantastic, very good art. Cộng đồng ở Singapore thì thực ra nó rất là nhiều người yêu chuộng nghệ thuật ở Việt Nam mình. Đó là một cái điều rất là tốt. Tôi thấy là cái giá tranh của mình cực kỳ là thiệt thòi, vô cùng thiệt thòi so với các nước láng giềng, trong khi mình không kém gì họ cả về năng lực lẫn sự sáng tạo. Tại sao lại như vậy? Đây cũng là một cái cơ hội tốt để cho mình giới thiệu và quảng bá cái nghệ thuật nước nhà mình hoặc là cái nền văn hóa nước nhà mình qua một cái bộ môn nghệ thuật. Tại phòng trưng bày quốc gia Singapore, một công trình địa điểm tham quan nổi tiếng của du khách quốc tế, có rất nhiều tác phẩm hội họa của các họa sĩ Việt Nam được trưng bày trang trọng tại đây. Trong đó có tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng thế kỷ 19-20 hay cả những tác phẩm của các họa sĩ xuất sắc mới nổi của nghệ thuật đương đại Việt Nam. Không chỉ ở Singapore mà tại rất nhiều quốc gia khác, hội họa Việt Nam có mặt trong rất nhiều bảo tàng nổi tiếng của thế giới. Điều đó chứng tỏ rằng mỹ thuật Việt Nam được đánh giá cao. Tuy nhiên, trên thực tế, giá tranh cũng như vị trí của họa sĩ Việt vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng vốn có. Đó cũng là một trong những lý do mà nhà sưu tập tranh chị Nguyễn Thị Phượng đã dấn thân mình vào ngành này để mang đến một làn gió mới cho nghệ thuật Việt Nam tại Singapore. Tôi nghĩ rằng làm nghệ thuật nó phải có cái duyên thì mới làm được, không phải rằng là cứ ai cũng có làm được đâu. Có rất là nhiều người làm dở chừng nhưng mà lại bỏ ngang. Tôi đam mê nó vì tôi khám phá ra được họa sĩ Việt Nam mình rất là tài tình, rất là năng động và rất là sáng tạo, nhưng mà họ vẫn chưa có điều kiện để phát huy hết cái năng lực của họ. Tôi sẽ cố gắng hết mình để đưa cái năng lực của họ phát huy ra ngoài để cho công chúng thấy được cái nghệ thuật Việt Nam mình không thua kém gì các nước láng giềng. Cơ duyên mang chị Nguyễn Thị Phượng đến với công việc này từ thời còn ngồi trên ghế giảng đường khoa Anh ngữ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, khi chị nhận cộng tác cho một người sưu tập tranh người Anh. Khi ấy, chị đã ra sức để giúp cho họ tìm kiếm và sưu tập tranh cổ và tranh ký họa kháng chiến Việt Nam. Sau khi ra trường, chị tiếp tục làm việc cho các nhà sưu tập tranh và nhiều tổ chức phi chính phủ khác. Đó là cơ hội để chị đi sâu tìm hiểu về hội họa Việt Nam. Càng đi, càng tìm kiếm, càng thấu hiểu, lại càng làm cho chị Nguyễn Thị Phượng cảm được vẻ đẹp lao động nghệ thuật của các họa sĩ Việt Nam. Thay vì làm giáo viên, phiên dịch viên, chị chuyển hướng gắn bó với ngành này, kể cả khi chuyển sang Singapore sinh sống. Từ khi sinh sống ở Singapore, thì tôi lại có cái điều kiện
gặp gỡ với lại khách nước ngoài nhiều hơn. Và tôi thấy rằng ở đây có một cái thị trường tranh rất là tiềm tàng. Và tôi nghĩ rằng tôi rất là thích kinh doanh và nói chuyện với lại khách nước ngoài, thì tôi quyết định là mang tranh sang đây để quảng bá. Sau 3 năm liền, tức là cũng hiệu quả rất là thấp, không có cao lắm. Nhưng mà vì niềm đam mê của mình, mặc dù nó không có hiệu quả, nhưng mà vì đam mê rất là mãnh liệt, tôi vẫn cứ theo. Và tôi cảm thấy rằng là đấy là một cái quyết định cực kỳ đúng đắn. Thời kỳ đầu bắt tay vào công việc này ở đất khách, đã có những triển lãm không bán được bức tranh nào. Đã có những thời kỳ chật vật vì nỗi lo kinh phí thuê địa điểm. Nhưng luôn mang niềm tin con đường mà mình đang đi là con đường đúng, cho dẫu có thật nhiều ngã rẽ và cũng không ít những khó khăn. Nhưng chị Nguyễn Thị Phượng luôn ngẩng cao đầu để bước đi, vì biết rằng công việc mà mình làm không đơn giản là kinh doanh, mà còn bao hàm một ý nghĩa hết sức nhân văn, là tình yêu với quê hương nguồn cội. Niềm vui được đóng góp sức lực nhỏ bé của mình cho mảnh đất sinh thành dường như được nhân đôi và trở thành động lực mạnh mẽ giúp cho Nguyễn Thị Phượng. Cho dù khó, nhưng chưa bao giờ chị có ý định bỏ cuộc. Sau những thất bại đầu tiên, chị không ngừng tìm kiếm các họa sĩ Việt Nam tài năng với giới yêu hội họa tại đảo quốc sư tử. Và họa sĩ Phương Quốc Trí là một trong những họa sĩ thành công từ sự kết nối ấy. Tôi làm việc với Phượng cũng khá lâu, từ những năm 2007 chia đến bây giờ. Mình với Phượng gặp nhau trong một cái trường hợp mà nó giống như cái duyên gặp nhau vậy. Rồi Phượng cũng muốn tìm những họa sĩ Việt Nam để đưa ra nước ngoài, qua bên đây, qua Singapore để mà giới thiệu. Thì những người mà việc mà ra nước ngoài làm gallery thì rất là hiếm, bởi rất là khó khăn chứ không có đơn giản. Mà để mà được thành công như Phượng bây giờ thì đúng là hiếm có. Đó là cái cầu nối cho nghệ sĩ Việt Nam vươn ra nước ngoài. Có thể nói mình là người yêu nước. Mình rất yêu Việt Nam và mình thấy được cái vẻ đẹp của Việt Nam rất là đa dạng và mình cần phải khám phá về nó. Mà phía cạnh và nghệ thuật là một trong những cái góc cạnh biểu dương cho cái nền văn hóa Việt Nam. Và như mọi người cũng đã thấy là Singapore là cái nước đa văn hóa, thì mình cũng đây cũng là một cái cơ hội tốt để cho mình giới thiệu và quảng bá cái nghệ thuật nước nhà mình, hoặc là cái nền văn hóa nước nhà mình qua một cái bộ môn nghệ thuật. Để hội họa Việt Nam đến gần hơn với giới mộ điệu Singapore và bạn bè thế giới, Phượng Nguyễn đã tổ chức rất nhiều buổi hội thảo và các cuộc nói chuyện với công chúng về lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Buổi hội thảo đầu tiên được tổ chức vào năm 2011 tại Trường Đại học Quốc gia Singapore NUS với hơn 100 người đến từ nhiều quốc gia khác nhau tham dự. Sau thành công của buổi hội thảo ấy, năm nào chị Nguyễn Thị Phượng cũng tổ chức những sự kiện với các chuyên đề khác nhau về mỹ thuật Việt Nam, với mong muốn mỹ thuật Việt Nam dần trở nên quen thuộc trong tiềm thức của những người yêu thích sưu tập tranh. Đó là con đường mà theo chị, tranh Việt và nghệ thuật Việt sẽ đến gần hơn với trái tim của bạn bè thế giới. Khi mà biết thêm về lịch sử mỹ thuật Việt Nam thì cái giá trị cái tác phẩm đó sẽ được nâng cao lên rất là nhiều. Có rất là nhiều khách nói với mình là văn hóa Việt Nam rất là đẹp. Thì sau các cuộc hội thảo thì họ hiểu thêm về cái nghệ thuật Việt Nam mình, họ yêu nghệ thuật Việt Nam nhiều hơn. Rồi có nhiều người còn chỉ về Việt Nam và đi xem các bảo tàng mỹ thuật, rồi là cái chuyến về Việt Nam chỉ là đi thăm các bảo tàng mỹ thuật, rồi là đến các phòng tranh để xem thêm các họa sĩ khác, để biết thêm được về cái nghệ thuật Việt Nam nó tiềm tàng như thế nào. Những năm về trước,
Hầu hết các buổi triển lãm, hội thảo, chị Nguyễn Thị Phượng đều phải thuê địa điểm để tổ chức. Từ hơn một năm này, tất cả mọi hoạt động của chị được quy về một mối tại Art Blue Studio. Gallery này là kết quả của những nỗ lực hết mình trong vai trò một người kết nối, cũng là tình yêu trọn vẹn mà một người con xa xứ gửi gắm cho quê hương nguồn cội. Từ nơi này, một không gian văn hóa Việt Nam được mở ra cho hiện tại và tương lai của những kết nối mạnh mẽ và bền chặt hơn. Cái Tiong Bahru này được coi như là cái di sản thứ hai của Singapore. Rất là nhiều khách nước ngoài họ muốn biết thêm về Singapore thì họ tới đây, họ tìm những cái gì nó khác biệt. Tại vì Singapore thì cao tầng nhiều lắm mà thấp như thế này thì dường như rất là ít. Thì nó có một cái gì đó rất là thuần Việt. Nó giống như là cái nơi phố cổ Hà Nội chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng cái phòng tranh Art Blue Studio này được mở tại cái trung điểm của cái Tiong Bahru này rất là thuận tiện, rất là tốt. Nhìn sự năng động của người phụ nữ này, ít ai biết rằng cách đây hơn 2 tháng, chị Nguyễn Thị Phượng lên thiên chức mẹ của bé gái thứ hai. Chị trở lại công việc hàng ngày khi em bé tròn 1 tháng tuổi. Cũng kể từ đó, bé đã theo mẹ đến phòng tranh, đến những hoạt động nghệ thuật không mệt mỏi. Vì mẹ của bé có đầy đủ những đức tính chịu thương, chịu khó của người phụ nữ Việt Nam. Nhìn con lớn lên trong tay của mẹ, đời xưa tiến ta trôi vào năm tháng, mẹ đã cho con dòng sữa yêu. Những lời ru ngọt ngào của mẹ đi vào giấc ngủ êm ái của con. May mắn cha chị Phượng, bé con cứ đến phòng tranh lại ngủ ngon để mẹ tập trung cho nhiều công việc dang dở. Thực ra chẳng ai ép tôi làm cái gì hết. Cái này là cái phòng tranh riêng của hai vợ chồng tôi. Mà cái tánh của tôi là ở nhà không có được, là phải đi. Bao nhiêu năm nay rồi, 10 mấy năm, 20 năm nay rồi, tôi cần phải gặp người nọ, người kia thì cái tư tưởng nó mới thoải mái. Ở Việt Nam mình mỗi khi mà sanh em bé là phải ở cữ tới 2-3 tháng. Tôi nghĩ rằng tôi không chịu được. Chỉ có 3 ngày thôi, mặc dù là sanh mổ, tôi đã ra ngoài tôi ăn rồi, đi gặp những cái người, tôi đến cái nhà hàng thân quen để gặp những cái người và tôi rất là vinh dự được giới thiệu em bé mới sanh của mình cho bạn bè mình biết. Thời điểm này, khi chúng tôi có mặt ở Singapore để ghi nhận về đời sống cũng như hoạt động của người Việt tại đây, cũng là thời điểm chị Nguyễn Thị Phượng rất bận rộn với dự án hợp tác với tổ chức Room to Read. Đó là tổ chức một buổi gặp gỡ đấu giá quyền góp tiền cho trẻ em nghèo của Việt Nam. Sự kiện này đã có thời gian lên ý tưởng và triển khai trong vòng 1 năm qua. I feel very honored to work together with Jack and Fong together with Art Blue. I've known the gallery in Singapore for more than 3 years. And my wish was to work together and do an event for the children of Vietnam for the past 1 year. So finally, we managed to set up this event. It took a few months, and I think it was a very good idea because we could bring our supporters from our organization to come and meet the gallery and see the different paintings tonight and discover the beauty of the art that we could show tonight. I help out as a volunteer for Room to Read because I really believe in the cause that education makes the difference, that it really helps children to if they can learn to read and to write, then they can better themselves in life. Đã có hơn 90 vị khách có mặt trong buổi gặp mặt ý nghĩa ngày hôm nay.
họ đều bày tỏ niềm vui, sự yêu thích khi khám phá những bức tranh Việt Nam. Ở đó có đủ các thể loại tranh với rất nhiều tên tuổi nghệ sĩ khác nhau. Ở đó cũng có đủ các màu của cuộc sống. Trong đó có một màu mà khó nhìn bằng mắt, mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Đó là màu của yêu thương, chia sẻ. Buổi gặp mặt giới mù điệu tranh Việt cũng là những khách hàng quen thuộc của Art Blue Studio và Room to Read, có lẽ cũng vì ý nghĩa ấy mà trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Very good event tonight. A lot of beautiful paintings. We love the artist, and I think there was a good attendance tonight. So very happy. Very, very good evening. Good food and good wine and beautiful paintings. It's been fantastic. We love the art. We love the artist. So we felt very good about this evening. It's been a fabulous evening here tonight. Really happy with it. And we bought a painting as well, which has been great. All the paintings they had of his, and I ended up buying one. And then tonight was extra special because I got to meet the person that paints these beautiful paintings of the portraits. Từ khi kết hợp với lại Phượng Art Blue Studio ở Singapore thì mình cũng có một cái bước đột phá nhất định. Khách hàng ở Singapore thì cũng bắt đầu biết đến mình. Thì mỗi lần mình bay qua đây thì họ rất là vui, và họ thường tìm đến để mà xem vẽ và có thể ngồi cho mình vẽ. Sau một đêm nhiều cảm xúc, hai người đồng điệu về ý tưởng đã gặp nhau để thống kê lại kết quả. Họ đã bán được 4 bức tranh với giá trị khá cao và được một khách sạn tại Singapore nhân đôi số tiền ủng hộ cho các trẻ em nghèo ở Việt Nam. Sẽ không dừng lại ở con số 200.900 trẻ em được Room to Read giúp đỡ, không dừng lại ở 900 thư viện, nhà trẻ và phòng máy được Room to Read mở ra, mà con số đó sẽ tăng dần lên. Từ sự nỗ lực của một người Việt yêu nước, nhiều người nước ngoài có tình yêu không biên giới sẽ nối dài yêu thương đến dải đất hình chữ S. I think the event last night was quite successful. It was held in the middle of the week with the rain, but I think in Singapore people love to attend events even during the week, and the international community here is very much into art. So we had a very good database of customers, I think, from Art Blue who came to listen to our talks on Room to Read and to look at the beautiful paintings in the gallery. Tài năng của các họa sĩ Việt Nam chẳng biết từ bao giờ đã truyền cảm hứng cho chị. Để rồi những lúc rảnh rỗi, người phụ nữ này lại lấy cọ màu, bút vẽ để viết nên những cảm xúc của riêng mình. Tuy không có khiếu về nghệ thuật và vẽ chỉ để giải trí, quên đi những căng thẳng mệt nhọc của cuộc sống đời thường. Và vẽ đôi khi cũng làm chị vơi đi nỗi nhớ nhung quê nhà. Nhưng cũng có lúc những bức tranh của chị cũng được một vài khách hàng thân thiết mua để đóng góp số tiền cho công việc từ thiện mà chị đang làm. Cái thời điểm đấy gia đình nhà mình rất là nghèo khó, hai nhà tới năm chị em lận á,
thì là hai người phải nghỉ học để dành cho ba người tiếp tục ăn học. Thì vào Sài Gòn làm may cực khổ lắm, một ngày chỉ kiếm được có 10.000, thậm chí chỉ có 9.000 đồng thôi, mà có khi làm cả đến 2-3 giờ sáng, 2 năm rưỡi, 3 năm làm may. Thì mình gặp được một cái chị đấy phiên dịch tiếng Anh cho một cái công ty nước ngoài, thì mình thấy chị nói tiếng Anh giỏi quá mà lương cũng rất là cao mà mặc đồ cũng đẹp. Mình nghĩ rằng chừng nào mình được như vậy, cho nên là mình quyết định đi học tiếng Anh. Trong cái thời điểm đấy thì mình chỉ có học hết lớp 9 ở Hải Dương thôi, thì mình mới quyết định là thôi phải đi học lại cấp 3. Học cấp 3 3 năm tại Sài Gòn thì bắt đầu là mình thi đại học. Thi đại học năm thứ nhất thì không đậu, mình tiếp tục thi, mình quyết định chờ đợi đến năm thứ hai. Trong 4 năm học đại học ở Sài Gòn mình rất là khổ, khổ lắm luôn. Một ngày có khi chỉ làm, chỉ được ngủ tới 4-5 tiếng thôi. Cả đi làm lẫn đi học, chứ không phải rằng chỉ đi học không đâu, mình phải tự trả tiền cho mình đi học mà. Ở quê nhà mình, cho nên thỉnh thoảng mình về mình vẫn làm từ thiện, mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cho những cái em học sinh nghèo cố gắng vươn lên. Nếu mà được một cái cuộc sống như mình bây giờ thì phải chịu khó học và phải kiên quyết kiên trì rất là bền bỉ thì mới thành công được. Mẹ ruộng đâu, mẹ con đâu? Tất cả những bức hình chụp với gia đình ở Việt Nam và kể cả những bức hình chụp chung với những em học sinh mà chị giúp đỡ trong suốt nhiều năm qua được chị trân trọng lưu giữ. Mỗi khi nhớ quê, chị lục lại để chia sẻ cùng con trai của mình, kể cho con nghe những câu chuyện thăng trầm mà chị đã trải, để bé hiểu mẹ đã trân trọng quá khứ để luôn hướng đến những điều tốt đẹp của hiện tại và tương lai. Cho dù con còn nhỏ và chưa hiểu hết, nhưng có lẽ phần nào em bé thế hệ thứ hai này sẽ biết về quê hương của mẹ, quê hương Việt Nam. Kính thưa quý vị, hơn 10 năm sinh sống ở đảo quốc sư tử Singapore, chị Nguyễn Thị Phượng vẫn luôn cố gắng gìn giữ văn hóa Việt Nam cho gia đình nhỏ của mình, để hai tiếng Việt Nam trở nên gần gũi hơn trong trái tim của các con chị cũng như người chồng ngoại quốc đã gắn bó chừng ấy năm trong cuộc đời. Hãy cùng đến với tiểu mục Góc Chia Sẻ để biết thêm về câu chuyện này. Bữa ăn của gia đình chị Nguyễn Thị Phượng là các món ăn Việt Nam. Và cả những bữa ăn sáng như thế này, món ăn Việt Nam cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Với chị Phượng, giữ gìn văn hóa Việt Nam là gìn giữ những điều bình dị, giản đơn nhất trong cuộc sống đời thường. Tuy ở nơi đất khách, làm được điều này không hề dễ, bởi không phải ở đâu cũng có thực phẩm Việt Nam. Nhưng với những nguyên liệu tương đồng, người phụ nữ này có thể biến tấu các món ăn để hương vị Việt luôn thường trực trong cuộc sống của họ. The Vietnamese food is excellent. I love Vietnamese food. At home we mostly eat Vietnamese. Then sometimes we go to other restaurants where we can eat French, Japanese, many other cuisine. So yeah, I like the diversity. Vietnamese, of course, Vietnamese is close to me. It's not about food. It's my family is Vietnamese. My work is Vietnamese, our travels are usually in Vietnam. Vietnam is in my heart, of course Vietnam is close to me. Có lẽ chính không khí ấm cúng ấy đã khiến cho anh Jack gần hơn với Việt Nam, cho dù anh không phải là người Việt. Sự đồng cảm về văn hóa dường như đã xé bỏ mọi khoảng cách về địa lý,
để người đàn ông này dành trái tim mình hướng đến quê hương nguồn cội của vợ mình. The thing is that, you know, I spent a few years in Vietnam, right? And I love this country. And for me, Vietnam, I feel like home. So that's it. When I'm in Vietnam, I'm like in family. Fantastic, because I'm not an artist. I have two left hands. I can't create anything. So actually, I'm very happy to help other artists to show what they do. That's what how I can contribute to art. Trước đây, công việc chính của anh Jack là làm cho một ngân hàng tại Singapore. Thỉnh thoảng, anh tham gia phụ vợ trong các hoạt động kết nối với họa sĩ Việt Nam. Chẳng biết từ bao giờ, anh đam mê nó đến nỗi quyết định bỏ luôn công việc ổn định, thu nhập cao tại ngân hàng để gia nhập vào thế giới nghệ thuật mà vợ anh đã chọn. Từ khi có sự đồng hành hết sức đắc lực của chồng, công việc kết nối nghệ thuật của chị Phượng ngày càng tiến triển. Và đứa con tinh thần Art Blue Studio sẽ tiếp tục nối dài thêm những ước vọng và tâm huyết của họ trên con đường tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, văn hóa ẩm thực Việt là niềm cảm hứng của rất nhiều người con Việt Nam, trong đó có chị Jenny Mạc Mai Lan. Với mong muốn giới thiệu hương vị Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, người con này đã mở một nhà hàng mang tên Hà Nội Phố. Xin mời quý vị cùng đến với mỗi tuần một địa chỉ ngày hôm nay. Nằm trong khu trung tâm thương mại Amara Hotel, nhiều năm nay, nhà hàng Hà Nội Phố là địa điểm được đông đảo du khách cũng như người dân sống ở Singapore đến đây thưởng thức những món ăn truyền thống của Việt Nam. Chủ nhà hàng nơi đây là chị Jenny Mạc Mai Lan, một người phụ nữ gốc Hải Phòng. Xa quê hương đã hơn 20 năm, chị Mai Lan luôn hướng trái tim mình về cho quê mẹ. Và nhà hàng Hà Nội Phố được ra đời là cách để chị thể hiện tình yêu dành cho Việt Nam. Tôi đã xa Việt Nam 20 năm. Và tại sao tôi mở một cái nhà hàng mang tên Hà Nội Phố? Bởi vì tôi muốn mang một cái nền văn hóa của Việt Nam, về đồ ăn của Việt Nam sang đây để giới thiệu cho các đất nước Singapore và con người của Singapore và những người nước ngoài sống ở Singapore, nhất là cộng đồng người Việt ở đây. Cách người phụ nữ này làm là giữ gìn không gian văn hóa ấm cúng đặc trưng của Hà Nội. Từ những hình ảnh treo trên tường, từ các món ăn đặc trưng như phở, bún chả, chả cá Lã Vọng, bánh cuốn Thanh Trì, từ nguyên liệu được lấy từ Việt Nam do những đầu bếp Việt trực tiếp chế biến và được phục vụ bởi những nhân viên người Việt. When I found this restaurant, I kept on coming back because it's like really tasty food, and everybody working here, they're very friendly, and we actually became very good friends, you know, with the staff here. And cảm thấy rằng là mình ở gần với quê hương hơn, ở gần với gia đình hơn. Cái thì giống như là nhìn từng bữa cơm mà mình mới được thường ăn của mẹ nấu, thì những bữa ăn đó làm cho mình cảm thấy được rằng mình không phải là mình đang ở Singapore nữa, mà là mình đang là ở quê hương mình. Mỗi người Việt yêu đất nước bằng cách riêng của mình, tạo nên một không gian văn hóa ẩm thực quê nhà trên một đất nước phát triển cũng là một dấu ấn Việt rất đặc biệt, để hình ảnh Việt Nam ngày càng đẹp, ngày càng gần gũi và ấn tượng trong con mắt của bạn bè quốc tế. Tiểu mục mỗi tuần một địa chỉ cũng vừa khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Minh Ngân xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.